Trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế, tồn tại một loại chứng từ giúp người chủ hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu. Đó chính là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hay còn gọi là CO, Certificate of Origin. Đối với những quốc gia, khu vực khác nhau thì có những mẫu CO khác nhau, và trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về CO mẫu VC. Theo Phòng Thương mại Quốc tế, CO là chứng từ quan trọng trong thương mại quốc tế, chứng nhận lô hàng cụ thể được xuất khẩu có xuất xứ thuần túy, hoặc được sản xuất hoặc được chế biến tại một quốc gia cụ thể. CO mẫu VC là chứng từ được sử dụng trong các loại hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và Chile. Theo đó, hàng hóa khi xuất khẩu sang thị trường này sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Chile, VCFTA. Hiệp định VCFTA hay Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Chile được ký kết ngày 11 tháng 11 năm 2011 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. FTA này chỉ bao gồm các cam kết về hàng hóa và các vấn đề liên quan đến hàng hóa, không bao gồm các cam kết về dịch vụ, đầu tư. Đây cũng là FTA đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia ở khu vực châu Mỹ. Sau một thời gian thực hiện Hiệp định VCFTA, kim ngạch thương mại hai chiều đã có sự tăng trưởng nhanh chóng. Năm 2020, 7 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Chile đạt 1,03 tỷ đô, tăng 85,3% so với năm 2013, thời điểm trước khi VCFTA có hiệu lực. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Chile đạt 798,64 triệu đô, tăng 221,1% so với năm 2013. Trong khi đó, nhập khẩu vào năm 2020 đạt 231,27 triệu đô, giảm 24,6% so với năm 2013. Trước khi VCFTA có hiệu lực thì Việt Nam luôn nhập siêu từ Chile. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, Việt Nam luôn duy trì xuất siêu sang Chile. Về cơ bản, hàng hóa của Việt Nam sử dụng CO mẫu VC khi hàng có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất 100% tại nước xuất khẩu. Ví dụ, cá ngừ đóng hộp được sản xuất từ cá đánh bắt ở vùng biển Việt Nam tại nhà máy đặt ở Việt Nam được coi là có xuất xứ thuần túy. Trái lại, hàng may mặc được sản xuất ở Chile nhưng nhập khẩu vải chỉ khâu từ Trung Quốc được coi là hàng hóa không có xuất xứ thuần túy. Vậy khi nào thì hàng hóa đạt được những tiêu chí trên? Hàng hóa được coi là xuất xứ của một bên khi có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một bên, không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại một bên nhưng đáp ứng các quy định về xuất xứ không thuần túy hoặc về quy tắc cộng gộp. Nhìn chung, các quy tắc xuất xứ của hiệp định khá đơn giản. Trong Hiệp định Thương mại Việt Nam-Chile, hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy, bao gồm cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng được trồng và thu hoạch tại Việt Nam hoặc Chile, động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại bên xuất khẩu, các hàng hóa thu được từ động vật sống tại một bên như thịt bò, cá hộp, hàng hóa thu được từ săn bắt, đánh bẫy, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, thu lượm hoặc săn bắt tại một bên, khoáng sản và các chất sản sinh tự nhiên khác từ đất, vùng lãnh hải, đáy biển hoặc dưới đáy biển của bên đó, các sản phẩm được khai thác từ vùng lãnh hải, đáy biển hoặc dưới đáy biển ngoài vùng lãnh hải của bên đó, sản phẩm đánh bắt và các sản phẩm có từ biển khác đánh bắt từ vùng biển cả bằng tàu được đăng ký tại một bên và treo cờ của bên đó, sản phẩm được chế biến và hoặc được sản xuất ngay trên tàu chế biến được đăng ký tại một bên và treo cờ tại bên đó, các vật phẩm thu nhặt tại một bên nhưng không còn thực hiện được những chức năng ban đầu hoặc cũng không thể sửa chữa hay khôi phục lại được và chỉ có thể vứt bỏ hoặc dùng để thu lại các phụ tùng dùng làm nguyên vật liệu hoặc sử dụng vào mục đích tái chế, phế thải và phế liệu có nguồn gốc từ quá trình sản xuất của một bên hoặc hàng hóa đã qua sử dụng được thu nhặt tại bên xuất khẩu với điều kiện hàng hóa đó chỉ phù hợp làm nguyên vật liệu thô và hàng hóa thu được hoặc được sản xuất tại bên xuất khẩu từ các sản phẩm được quy định. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy được quy định như sau: hàng hóa có xuất xứ tại một bên nơi diễn ra quá trình sản xuất hoặc gia công, nếu hàng hóa có hàm lượng giá trị khu vực RVC không dưới 40%, tất cả nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất ra hàng hóa đó trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa CDC ở cấp 4 số của hệ thống hài hòa. Mỗi bên cho phép người xuất khẩu sử dụng một trong hai tiêu chí để xác định xuất xứ hàng hóa. Khi có thể lựa chọn giữa các tiêu chí RVC, CDC hoặc kết hợp giữa các tiêu chí trên, mỗi bên cho phép người xuất khẩu tự lựa chọn tiêu chí thích hợp. CDC chỉ áp dụng đối với nguyên vật liệu không có xuất xứ. Như vậy, có thể thấy RVC hay CDC là những tiêu chí để xác định xuất xứ hàng hóa. Vậy RVC được tính như thế nào? RVC sẽ bằng trị giá FOB trừ đi trị giá của nguyên vật liệu hoặc hàng hóa không có xuất xứ trên trị giá FOB nhân với 100%. Ví dụ, trị giá FOB của dầu ăn nhập khẩu từ Chile là 1.000 đô trên mét tấn, trong khi đó giá của dầu ăn không có xuất xứ được nhập vào là 400 đô trên mét tấn. Như vậy, RVC trong trường hợp này được tính là 1.000 trừ đi 400 trên 1.000 nhân 100% bằng 60%.
Vậy hàng hóa có giá trị khu vực trên 40% còn được coi là có nguồn gốc từ Chile. Giá trị nguyên vật liệu hoặc hàng hóa không có xuất xứ là giá CIF tại thời điểm nhập khẩu hoặc việc nhập khẩu có thể được chứng minh, hoặc giá mua đầu tiên của các hàng hóa không xác định được xuất xứ tại lãnh thổ của bên nơi diễn ra sản xuất hoặc chế biến. Giá FOB là trị giá FOB của hàng hóa. Giá FOB này được xác định bằng cách cộng các giá trị của các nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, lợi nhuận và các chi phí khác. Đối với tiêu chuẩn gia công chế biến có quy định như sau: những công đoạn gia công không tạo nên xuất xứ của hàng hóa bao gồm những công đoạn bảo quản để đảm bảo hàng hóa trong điều kiện tốt trong quá trình vận chuyển và lưu kho như làm khô, làm lạnh, thông gió, làm đông và những hoạt động tương tự. Sàng hoặc lọc, phân loại, rửa, cắt tách, uốn cong, cuộn, làm thẳng, mài sắc, xay đơn giản, cắt mỏng. Làm sạch bao gồm được loại bỏ oxit, dầu, sơn hoặc các chất phủ bề mặt khác. Sơn và các hoạt động đánh bóng, thử nghiệm hoặc định cỡ. Cho vào trong chai, lon, quần, túi, hộp hoặc gắn lên thẻ hoặc bảng và các công đoạn đóng gói đơn giản khác. Đối với CO mẫu VC, quy tắc cộng gộp được mô tả như sau: trước khi có những quy định khác, hàng hóa có xuất xứ của một bên được sử dụng là nguyên vật liệu của một bên khác để sản xuất ra một hàng hóa đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan sẽ được coi là có xuất xứ của bên nơi diễn ra quá trình sản xuất hoặc chế biến thành phẩm đó. Như vậy, nói một cách dễ hiểu, nguồn gốc nguyên vật liệu không quyết định nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó, thay vào đó là quá trình chế biến sản xuất. Ví dụ, Chile xuất khẩu dầu hướng dương sang Việt Nam, hạt hướng dương được nước này nhập từ Romania, chứ không trực tiếp sản xuất tại Chile. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến xuất xứ của lô dầu hướng dương này nếu sản phẩm được sản xuất và chế biến tại Chile và chúng sẽ được hưởng ưu đãi về thuế suất theo hiệp định. Còn về quy tắc vận chuyển trực tiếp được quy định như sau: hàng hóa có xuất xứ được coi là vận chuyển trực tiếp từ bên xuất khẩu tới bên nhập khẩu nếu hàng hóa được vận chuyển mà không đi qua lãnh thổ của bất kỳ một bên nào khác, hoặc hàng hóa được vận chuyển đi qua một nước không tham gia hiệp định mà có hoặc không có chuyển tàu hoặc lưu kho tạm thời ở nước không tham gia hiệp định đó, với điều kiện việc quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lý hoặc do các yêu cầu có liên quan trực tiếp đến vận tải. 2. Hàng hóa không tham gia vào giao dịch thương mại hoặc tiêu thụ tại nước không tham gia hiệp định đó. Và 3. Hàng hóa không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác ở nước không tham gia hiệp định đó ngoài việc giữ hàng, bốc lại hàng và tách lô hàng hoặc được những công đoạn cần thiết để giữ hàng hóa trong điều kiện tốt. Nói một cách ngắn gọn, trừ những trường hợp bắt buộc cần phải quá cảnh đi qua nước thứ ba, đồng thời hàng hóa chỉ trải qua công đoạn bốc rỡ và bảo quản thực sự cần thiết để giữ chúng trong điều kiện tốt, thì hàng hóa được coi là vận chuyển trực tiếp từ Việt Nam sang Chile hoặc ngược lại mà không qua lãnh thổ của quốc gia khác. Ví dụ, doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu máy tính sang Chile, doanh nghiệp thuê tàu theo chuyến và cảng Singapore là một điểm cố định trong hành trình của hãng tàu đó. Như vậy, việc hàng hóa đi qua Singapore là hợp tình hợp lý và bắt buộc. Lô hàng lúc này vẫn được coi là vận chuyển trực tiếp từ Việt Nam sang Chile. Trong trường hợp hàng hóa có xuất xứ của bên xuất khẩu được nhập khẩu thông qua một hoặc nhiều nước không tham gia hiệp định hoặc sau khi được triển lãm ở nước không tham gia hiệp định, cơ quan hải quan của bên nhập khẩu có thể yêu cầu người nhập khẩu đề nghị được hưởng ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa đó, được các chứng từ chứng minh như chứng từ vận tải, hải quan hoặc các chứng từ khác. Tiêu chí thay đổi mã số thuế cũng được quy định khá ngắn gọn. Hàng hóa không đáp ứng tiêu chí thay đổi mã số thuế vẫn được coi là hàng hóa có xuất xứ nếu phần trị giá của nguyên vật liệu không có xuất xứ để sản xuất ra hàng hóa không đạt tiêu chí thay đổi mã số thuế nhỏ hơn hoặc bằng 10% trị giá FOB của hàng hóa. Ngoài việc phải đảm bảo một số quy tắc bên trên, thì doanh nghiệp cũng cần phải chú ý một số điều kiện sau để có thể sử dụng CO mẫu VC. Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Chile, các hàng hóa đi kèm với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định tại phụ lục 4C. Chứng nhận xuất xứ mẫu VC sẽ do tổ chức cấp chứng nhận xuất xứ của bên xuất khẩu cấp. Chứng nhận xuất xứ mẫu VC phải làm trên giấy màu trắng khổ A4 phù hợp với mẫu quy định tại phụ lục 4C. Giấy chứng nhận xuất xứ phải được làm bằng tiếng Anh. Đối với Chile, một bộ chứng nhận xuất xứ mẫu VC bao gồm một bản gốc, đối với Việt Nam bao gồm một bản gốc và hai bản sao. Mỗi chứng nhận xuất xứ mang một số tham chiếu riêng của tổ chức cấp chứng nhận xuất xứ. Chữ ký của người có thẩm quyền trên giấy chứng nhận xuất xứ mẫu VC phải được ký bằng tay. Con dấu của tổ chức cấp chứng nhận xuất xứ trên chứng nhận xuất xứ mẫu VC có thể đóng bằng tay hoặc in điện tử. Để kiểm tra chứng nhận xuất xứ mẫu VC, các bên sẽ đăng lên mạng Internet một số thông tin cơ bản của chứng nhận xuất xứ do bên xuất khẩu cấp như số tham chiếu, mã HS, mô tả hàng hóa, ngày cấp, số lượng và tên người xuất khẩu. Bản chính của chứng nhận xuất xứ mẫu VC do người xuất khẩu gửi cho người nhập khẩu để nộp cho cơ quan hải quan bên nhập khẩu. Trong trường hợp của Việt Nam, người xuất khẩu và tổ chức cấp chứng nhận xuất xứ phải lưu các bản sao chứng nhận xuất xứ mẫu VC. Các bên phải triển khai hệ thống cấp chứng nhận xuất xứ điện tử trong thời gian không quá 2 năm kể từ ngày Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Chile có hiệu lực. Các bên cũng công nhận chữ ký điện tử. Vậy khi nào thì doanh nghiệp được cấp CO? CO được cấp trước hoặc tại thời điểm xuất khẩu. Trường hợp ngoại lệ, CO có thể được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ ngày xếp hàng lên tàu và phải đánh dấu issued retroactively. Đối với nước
nước tiếp nhận hàng hóa có siêu cấp sau, người nhập khẩu cung cấp theo quy định pháp luật của nước thành viên nhập khẩu cho cơ quan hải quan của nước thành viên nhập khẩu siêu mẫu VC được cấp sau và nếu được yêu cầu các chứng từ khác liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa trong khoảng thời hạn không quá 4 tháng kể từ ngày Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do Việt Nam - Chile có hiệu lực. Đối với trường hợp siêu mẫu VC bị thất lạc, mất hoặc hư hỏng, người xuất khẩu có thể nộp đơn gửi tổ chức cấp siêu để xin lại bản sao chứng thực siêu mẫu VC. Về phía tổ chức cấp siêu sẽ cấp lại bản sao siêu mẫu VC dựa trên cơ sở chứng từ được lưu lại tại cơ quan này. Đối với bản sao siêu mẫu VC sẽ phải mang dòng chữ Certified True Copy, đồng thời bản sao sẽ có ngày cấp chung với ngày cấp của siêu mẫu VC bản gốc đã làm trước đó. Khi xin siêu mẫu VC thì chủ hàng cần lưu ý các mục để điền thông tin như sau. Ô số 1, ghi tên giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên quốc gia xuất khẩu. Ô số 2, ghi tên người nhận hàng, địa chỉ, tên quốc gia nhập khẩu. Ô số 3, các thông tin nêu tại ô này có thể được điền dựa trên cơ sở những thông tin có sẵn tại thời điểm đề nghị cấp siêu. Các thông tin cụ thể được ghi như sau. Ô số 4, số tham chiếu do tổ chức cấp siêu ghi, số tham chiếu gồm 13 ký tự, chia làm 5 nhóm với cách ghi cụ thể như sau. Nhóm 1, tên nước thành viên xuất khẩu là Việt Nam, gồm 2 ký tự là VN. Nhóm 2, tên nước thành viên nhập khẩu là Chile, gồm 2 ký tự là CL. Nhóm 3, năm cấp CO gồm 2 ký tự, ví dụ cấp năm 2012 sẽ ghi là 12. Nhóm 4, tên tổ chức cấp CO gồm 2 ký tự, danh sách các tổ chức cấp CO được quy định cụ thể tại phụ lục 6. Nhóm 5, số thứ tự của CO gồm 5 ký tự. Giữa nhóm 1 và nhóm 2 có gạch ngang, giữa nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 có dấu gạch chéo. Ví dụ, phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh cấp CO mang số 6 cho một lô hàng xuất khẩu sang Chile trong năm 2012 thì cách ghi số tham chiếu của CO này sẽ là VN gạch ngang CL 12 gạch chéo 02 gạch chéo 00006. Tại phần được cấp tại ghi Việt Nam viết in hoa không dấu. Tại phần dành cho cơ quan có thẩm quyền for official use, cơ quan hải quan nước nhập khẩu sẽ đánh vào ô tương ứng khi cơ quan này sẽ cho hưởng ưu đãi thuế quan đặc biệt theo hiệp định khu vực thương mại tự do. Ô số 5, đánh dấu V và ô issued retroactively trong trường hợp CO được cấp sau. Đánh dấu V và ô non-party invoicing trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba không phải là nước thành viên. Các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn đó phải được ghi trên CO. Đánh dấu V và ô certified true copy khi cấp lại bản sao chứng thực CO đối với trường hợp CO bị mất cắp, thất lạc hoặc hư hỏng. Ô số 6, số thứ tự các mặt hàng, ghi số thứ tự cho từng loại mặt hàng riêng biệt. Ô số 7, ký hiệu và số hiệu của kiện hàng, ghi ký hiệu và số hiệu trên bao bì của kiện hàng. Ô số 8, số lượng kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa, mã HS hàng hóa, ghi số lượng kiện hàng, loại kiện hàng, tên hàng hóa, mã HS của hàng hóa. Mã HS được ghi ít nhất sau số đầu tiên, mô tả hàng hóa trên CO phải tương tự với mô tả hàng hóa trên hóa đơn và nếu có thể tương tự với mô tả hàng hóa của mã HS trong biểu thuế tương ứng. Ô số 9, tiêu chí xuất xứ, ghi tiêu chí xuất xứ của hàng hóa theo hướng dẫn dưới đây. 10, ô số 10, trọng lượng cả bì của hàng hóa hoặc số lượng khác, ghi trọng lượng của hàng hóa. Thương nhân có thể lựa chọn khai hoặc không khai trị giá của lô hàng trên CO, nhưng phải khai trị giá này trên đơn đề nghị cấp CO và phải cung cấp trị giá lô hàng cho tổ chức cấp CO, cho cơ quan hải quan khi được yêu cầu. Ô số 11, số và ngày của hóa đơn thương mại. Khi số và ngày của hóa đơn thương mại, hóa đơn này là hóa đơn áp dụng cho việc nhập khẩu vào nước nhập khẩu. Trường hợp hóa đơn được cấp bởi nước thứ ba, thương nhân phải đánh dấu V và ô non-party invoicing tại ô số 5. Số của hóa đơn cấp cho việc nhập khẩu vào nước nhập khẩu phải được ghi trên ô số 11. Tên và địa chỉ của công ty hoặc của cá nhân đã phát hành hóa đơn này phải được ghi tại ô số 8. Trường hợp không biết số hóa đơn do nước thứ ba cấp tại thời điểm cấp CO, ô số 11 có thể được để trống. Ô số 12, xác thực của nhà xuất khẩu. Dòng thứ nhất, ghi chữ Việt Nam viết in hoa không dấu. Dòng thứ hai, ghi địa điểm ngày tháng năm đề nghị cấp CO, chữ ký của người đề nghị cấp CO. Ô số 13, chứng nhận của tổ chức cấp CO, ghi ngày tháng năm cấp CO, chữ ký của cán bộ cấp CO, con dấu của tổ chức cấp CO. Vậy, tổ chức nào sẽ cấp CO mẫu VC cho doanh nghiệp? Đối với Chile là Tổng cục Kinh tế Quốc tế, cơ quan này sẽ có thể ủy quyền cho các tổ chức khác cấp CO mẫu VC. Còn đối với Việt Nam là Bộ Công Thương, cụ thể là Phòng Quản lý Xuất Nhập Khẩu theo từng khu vực. Ví dụ, doanh nghiệp ở Bình Dương thì sẽ phải đến Phòng Quản lý Xuất Nhập Khẩu khu vực Bình Dương để xin CO. Để quá trình xin cấp CO không trở nên khó khăn thì doanh nghiệp cần chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết như sau. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ được kê khai hoàn chỉnh, CO mẫu VC được khai hoàn chỉnh theo đúng quy định.
bản công chứng giấy tờ khai hải quan, nếu những hàng hóa không cần khai báo hải quan thì không cần nộp giấy này, bản sao công chứng hóa đơn thương mại, vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương hoặc bản sao được công chứng đầy đủ. Người xin cấp CO có thể không phải nộp chứng từ này khi hàng hóa xuất khẩu không sử dụng vận tải đơn hoặc giấy tờ liên quan. Bản kê khai hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ ưu đãi hoặc không ưu đãi. Bản khai báo xuất xứ của nhà sản xuất, cung cấp nguyên vật liệu có xuất xứ trong nước, áp dụng trong trường hợp hàng hóa được sử dụng trong công đoạn tiếp theo để sản xuất ra một loại hàng hóa khác. Bản sao công chứng quy trình sản xuất hàng hóa chi tiết nhất và các giấy tờ khác. Bước 1, thương nhân khai báo hồ sơ đăng ký thương nhân lần đầu qua hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của tổ chức cấp CO. Bước 2, thương nhân đến kèm hồ sơ đề nghị cấp CO hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp CO tại trụ sở của tổ chức cấp CO hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến tổ chức cấp CO nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân. Bước 3, tổ chức cấp CO kiểm tra lại bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo cho thương nhân một trong hai nội dung sau. Nếu hồ sơ hợp lệ thì chấp nhận cấp CO và thời gian thương nhân sẽ nhận được CO. Còn nếu hồ sơ không hợp lệ thì đề nghị bổ sung chứng từ, đề nghị kiểm tra lại chứng từ, từ chối cấp CO hoặc đề nghị kiểm tra lại cơ sở sản xuất của thương nhân. Bước 4, cán bộ tổ chức cấp CO kiểm tra thêm, nhập dữ liệu và hệ thống máy tính và trình người có thẩm quyền ký cấp CO. Bước 5, người có thẩm quyền của tổ chức cấp CO ký cấp CO tải hàng tại sân bay trung chuyển. Và theo quy định thì doanh nghiệp sẽ không mất phí để xin cấp CO. Trên đây là những thông tin về CO mẫu VC cũng như quy trình, thủ tục và những lưu ý liên quan. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về chủ đề này hay những chủ đề tương tự, hãy comment xuống phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Và nếu thấy video này cung cấp những thông tin bổ ích, các bạn hãy nhấn nút like, subscribe và share để chúng mình có động lực thực hiện những video khác nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.